Xin chào các bạn, trên tay của mình là chiếc Redmi K40 Gaming, một chiếc gaming phone nhưng mà lại chơi game không quá ngon. Buồn cười nhỉ. Mức giá của chiếc máy này thì cũng không tốt các bạn nhá. Mình nói thẳng là không tốt luôn. Hơi đắt một chút so với cả cấu hình của máy, tuy nhiên vẫn bán rất chạy. Đó. Vậy thì lâu lắm rồi mình cũng không được trải nghiệm game trên chiếc máy này. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm lại một cái bài test game trên chiếc Redmi K40 Gaming để xem là tại sao nó vẫn bán chạy như vậy nha. Ok, bắt đầu thôi. Rồi, trước khi bắt đầu thì mình sẽ sơ qua thông tin của em Redmi K40 Gaming này nha. Hiện tại thì mình đã áp sang phiên bản ROM quốc tế rồi. Đây, MIUI 13.0.3 có tiếng Việt nha. Đây sẽ là phiên bản bộ nhớ trong 128GB này. Dung lượng RAM thì sẽ là 12GB, rất là ok. Và trên chiếc máy này thì mình đã tắt cái phần Joyo Share đi các bạn nhé. Đây, search thì vẫn ra nhưng mà sẽ có biểu tượng cấm bên cạnh này. Đó. Khi này thì hiệu năng của máy sẽ mạnh hơn nhưng mà đồng thời thì sẽ nóng máy cộng với cả hao pin hơn, được chưa? Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ test với hai tựa game nha. Một là COD, Call of Duty này. Và thứ hai sẽ là Genshin Impact. Mình không test PUBG nữa tại vì PUBG đánh bản quyền ghê lắm. Và ở mỗi tựa game thì mình sẽ để chất lượng cao nha các bạn. Đó. COD sẽ tương tự này. Mình sẽ chơi với cả COD trước cho nóng máy đã. Bắt đầu. Hiện tại thì máy còn 81% pin nha. Mình sẽ chơi bằng kết nối Wi-Fi, máy không lắp SIM, độ sáng thì để khoảng hơn 50% một chút. Về mặt đồ họa của game này, mình sẽ để mức rất cao nha. Số lượng khung hình trên dây sẽ là tối đa này. Phong cách đồ họa sinh động. Đó. Độ sâu trường ảnh bật, đồ bóng bật phản xạ mặt nước. Nói chung là bật được cái gì mình bật hết nha. Max setting. Tất nhiên là này sẽ có hai phím trigger rồi. Đó. Vô từ trái màn hình sang này. Nút vai. Cái phím trái thì mình sẽ để là bắn nha. Phím bên phải thì mình sẽ để là ngắm. Ok. Mình không chơi COD mấy nên là chẳng may chết sớm thì mong các bạn thông cảm nha. Đồ họa của COD mình thấy đẹp hơn PUBG nhiều. Đồ họa đẹp vãi luôn ấy. Rồi. 61 FPS. Thế là nhà súng đâu ta? Không chơi COD bao giờ. What? Boss rồi. Ê. May gặp thằng boss. À mày. Ui. Nóng thật đấy. Mới chơi được có 8 phút. Nóng vãi chưởng luôn. Trigger của em K40 Gaming thì mình thấy bấm hơi nặng. Kêu hơi to. Em K50 Gaming bấm nó sẽ êm hơn một chút. Ok. Giật thế. Ok. Mình chưa quen bắn game này lắm. Súng game này giật hơn hay sao nhỉ? Bắn khó vãi. Ui. Ok. Có súng không? Ở đây. Ui giật giật. Ok. Rồi, sau 23 phút chơi COD, máy tụt xuống còn 70% pin, nhiệt độ thì rất nóng nha. Mặt trước nhiệt độ lên tới 47,2 độ C nha. Phía mặt sau này. Ui, 45 độ C. Để xem phần khung này, khung khá nóng đấy. Rồi, cũng hơn 45 nha các bạn, 45,6 này. Khung trên này mình thấy nóng lắm. Rồi, 46,5 luôn. Đây sẽ là biểu đồ nha. Tổng thể thì cũng khá thẳng nha. Thi thoảng nó sẽ tụt giảm một chút này. Và có cảm nhận được giật lag một xíu. Đó. Tụt xuống 47 các thứ. Trung bình các bạn sẽ được là 59,9 FPS. Chuyển sang Genshin Impact nha. Một tựa game nặng hơn. Máy vẫn đang rất nóng. Về mặt đồ họa của game thì đầu tiên mình sẽ thử mức trung bình nha. Nếu mà chơi không ok thì mình sẽ hạ xuống sau. Tối đa 60 FPS này. Hiệu ứng mở chuyển động thì mình sẽ tắt hoàn toàn đi nha. Rồi. Đầu tiên thì mình sẽ chơi mấy cái map quen thuộc nha.
chưa test Sumeru vội không thì tốt sấp mặt. Rồi, hiện tại thì máy còn 68% pin, 31 phút rưỡi này. 5x, chưa làm gì nha. Cảm giác hơi giật nhẹ. Đó, mặc dù là chưa combat, máy vẫn đang rất nóng nha. Chắc phải trên 4x độ C rồi. Làm cái ulti. Ui, hơi giật nha. Hơi giật nhưng mà vẫn chơi được. Nói chung là khi xóa roi oai xe thì các máy Xiaomi khá nóng đấy. Cho tương tin này. Hơi giật. Châu thế nhỉ? À, chúng ta sẽ cần hệ lửa ạ. Đâu rồi? Hơi giật. Quên chưa bấm đo FPS. Sorry nha, bây giờ bắt đầu đo này. Ok, mình sẽ chuyển sang một cái map khác đi. Khi mà dịch chuyển thì FPS nó sẽ bị tụt sâu nha. Má vực đá sâu này nặng phết đấy. Thế tối nhỉ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sang cái map Sumeru xem sao. Mấy map kia chơi ổn nhỉ. FPS không quá cao, hơi giật một xíu nhưng mà vẫn chơi được. Thùng lũng này. Chúng ta cần hồi máu. Con này chỉ được cái to sát thôi chứ còn đánh dễ lắm. Ui, hơi giật. Đánh tí chết mày. Vậy không giật lắm nhỉ, chơi được đấy chứ. Ui dồn thế. Ôi chà chà, nó bị đông đấy nhỉ. Dồn thế. Đau thế. Hơi đau đấy nha. Ui dồi, giật. Ok, vậy là mình đã chơi được khoảng 13 phút rồi. Máy tụt xuống còn 62% pin nha. Rồi, nhiệt độ phía mặt trước 46,3. Ô, mát hơn khi chơi COD ta. Ảo thật. Nhưng mà vẫn nóng nha, phía mặt sau này 44. Khung của máy 43,7. Khung phía trên này hơn 45 độ C nha các bạn. Đây sẽ là biểu đồ FPS. Từ chỗ này đổ về sau là khi mình chơi map Sumeru này. Nó có thấp hơn đằng trước một chút nha.
loan quanh ở 4X khá nhiều, 40 thậm chí là xuống 3X. Cảm giác rõ sự giật lag nhưng mà vẫn chơi được nhỉ. Trước đó thì cao hơn, loan quanh 4X với cả 5X. Trung bình các bạn sẽ được là 46,3 FPS. Ok, vừa xong thì mình đã test game trên chiếc Redmi K40 Gaming được khoảng 45 phút. Chiếc máy này thì mình dùng ROM quốc tế này, cộng với cả có tắt cái roi xe đi các bạn nhá. Thì đó, như mình nói, hiệu năng của Redmi K40 Gaming thì mình phải công nhận là không quá mạnh trong tầm giá, thậm chí là hơi yếu trong tầm giá luôn. Nhưng mà bù lại, các bạn sẽ có hai phím trigger để mà chơi game bắn súng rất là ok. Màn hình của máy thì tuy là không chuẩn màu nhưng mà giải trí rất ngon, loa hay. Đó, vậy thì các bạn thấy sao về em nó? Hãy để lại comment phía bên dưới nha. Link mua của K40 Gaming mức giá rẻ nhất tại Mobile City mình sẽ để dưới phần mô tả trong nào quan tâm. Giờ thì xin chào, bye bye.